Và tới cái khu vực này thì chúng ta cũng đã thấy được là những các cái shop thời trang nó cũng đã bắt đầu nó nhiều rồi. Ở cái phía khu vực quận quận nhất thì đa phần là con đường Nguyễn Trãi này nó sẽ bán những các cái thời trang cao cấp cũng như là hàng hiệu. Như quý chị đang thấy thì ở hiện tại bây giờ ấy, thì cái đường xá của đường xá Nguyễn Trãi ở quận 5 như thế này thì bình thường là nó cũng sẽ phải rất là sầm uất và đông đúc, nhưng mà tới trong cái thời điểm như thế này thì đường xá nó không hề có được được đông như là bình thường nữa. Bình thường thì cái giờ như thế này thì đi ra đây phía phải chính là đường giao với cả Lê Hồng Phong. Xin mến chào quý anh chị và các bạn. Rất là vui vì là được gặp quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo của ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì em xin phép được dẫn quý anh chị và các bạn ra trở về thăm lại cái phố thời trang Nguyễn Trãi. Có thể nói đây là một cái trung tâm thời trang mà sầm uất nhất từ ngày xưa cho tới tận bây giờ. Phía bên trái như quý anh chị đã thấy thì đấy chính là bán những các vali túi sách rất là nhiều. Ở ngay trước mắt quý anh chị và các bạn đây chính là ngã tư của đường Nguyễn Trãi với cả Nguyễn Văn Cừ. Phía bên phải là một cây xăng cũng đã có từ rất là lâu rồi, và cái đấy là ngay tại trung tâm, ngay tại ngã tư, cho nên là thường thường thì cái giờ cao điểm mà những cái lưu lượng của người mà đổ xăng ở đây rất là nhiều. Như quý anh chị mà đã thấy thì hai bên đường rất là nhiều người người ta bán mũ bảo hiểm ở đây, và mỗi khi mà có công an phường tới thì họ đều chạy, và thậm chí là có những các cái ngày mà còn bị đưa hết lên trên xe để mang về với để mang về đồn công an, thì sau đó không biết có trả lại hay không thì cũng không có rõ nữa. Và tới cái khu vực này thì chúng ta cũng đã thấy được là những các cái shop thời trang nó cũng đã bắt đầu nó nhiều rồi. Ở cái phía khu vực quận quận nhất thì đa phần là con đường Nguyễn Trãi này nó sẽ bán những các cái thời trang cao cấp cũng như là hàng hiệu. Còn đối với cái khu vực mà đường Nguyễn Trãi ở quận 5 thì nó sẽ là thời trang của những hàng chợ, hàng Quảng Châu, với giá thành nó rẻ hơn rất là nhiều, hay là những các mẫu mã nó phổ thông hơn. Rất là nhiều người sẽ sử dụng những các cái mặt hàng này, dễ cái giá tiền nó cũng phù hợp với cả túi tiền của những người mà có thu nhập bình thường hơn. Còn đối với cái khu vực mà đường Nguyễn Trãi tại quận nhất ấy, thì cái khu vực đấy là toàn là bán những các cái mặt hàng thời trang về hàng hiệu, và những các cái cửa hàng thương hiệu lớn thì nó đều là ở đấy bán với giá thành nó rất là cao. Như quý chị đang thấy thì ở hiện tại bây giờ ấy, thì cái đường xá của đường xá Nguyễn Trãi ở quận 5 như thế này thì bình thường là nó cũng sẽ phải rất là sầm uất và đông đúc, nhưng mà tới trong cái thời điểm như thế này thì đường xá nó không hề có được được đông như là bình thường nữa. Bình thường thì cái giờ như thế này thì đi ra đây phía bên phải chính là đường giao với cả Lê Hồng Phong, và có một cái có cái shop bán các cái phụ kiện ốp lưng của điện thoại rất là nhiều, cái đó là cửa hàng rất là lớn. Và ở trên cái khu vực như thế này chính là cái khu vực trung tâm của cái con đường thời trang Nguyễn Trãi. Trong cái quãng thời gian như thế này như quý anh chị cũng đã thấy thì nó rất là lèo tèo, rất là ít người mà đi di chuyển trên này đó, khách rất là vắng, nó không có được đông đúc như là những dịp bình thường khác.
Thì trong cái quãng thời gian như thế này thì cũng có thể là cái kinh tế của mình nó đang khó khăn, cho nên thành ra là cũng 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 nhiều cái cửa hàng cũng đã trả lại mặt bằng rồi. Và ở cái quãng thời gian như thế này thì một cái thời gian mà khá là khó khăn để mà buôn bán kinh doanh trong cái quãng thời gian như thế này, và nhất là đối với những người mà thuê họ thuê cái mặt bằng ở đường Nguyễn Trãi như thế này, phía bên tay phải của quý anh chị và các bạn, thì đấy chính là bệnh viện Nguyễn Trãi, một bệnh viện cũng từ rất là lâu đời rồi. Thì quay trở lại một cái vấn đề mà mặt bằng ở ngay tại cái đường Nguyễn Trãi như thế này, thì như quý anh chị và các bạn cũng đã biết ấy, thì cái giá mà mặt bằng ở đường Nguyễn Trãi này nó rất là cao so với bình thường, không phải là ai cũng có thể mà thuê được cái mặt bằng ở đây. Cho nên là khi mà cái sự cố về mặt kinh tế nó xảy ra ấy, thì không có thể nào mà họ cầm cự được lâu, có thể họ sẽ cầm cự được một thời gian ngắn thôi. Đây đây là những các cái chuỗi thời trang mà nó thường là những các cái ngày bình thường là cái khu vực như thế này nó rất là đông đúc, thậm chí là kẹt xe ở những cái khu vực này. Phía bên trái kia là shop Su Su, nó một dãy dài thông thường á là rất là đông, rất là đông. Nhưng mà hôm nay thì như quý anh chị cũng 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 nhìn thấy rồi đấy, có lẽ là nhiều như quý anh chị thường xuyên về Việt Nam hơn thì chúng ta sẽ không còn lạ lẫm gì mà cái khu vực mà phố thời trang Nguyễn Trãi này nó đông đúc cỡ như thế nào. Nhưng mà những ngày gần đây như này, đây phía trước mặt kia thì là ngã tư với cả đường Trần Phú, tới đây thì cũng hết rồi. Tới kia thì khó quay đầu lại nên bây giờ em sẽ phép quay đầu lại. Còn hiện tại bây giờ là em đã vòng được ra cái khu vực của đường Trần Hưng Đạo, khu vực quận 5. Và em review vừa rồi thì cũng đã review hết được cái khu vực mà phố cái trung tâm thời trang giá rẻ của Sài Gòn, cái khu vực đường Nguyễn Trãi, và đây cũng là cái khu vực mà khu vực quận 5 của đường Trần Hưng Đạo, một cái con đường mà ngày xưa ấy thì cái quán nhậu nó rất là nhiều, như bên phía bên phải này, quý anh chị thấy này, quán nhậu này nó rất là vắng khách, nó không có hề là nó đông đúc được như là những cái dịp bình thường kia nữa. Chúng ta nhìn chúng ta cũng có thể thấy là được những cái quãng thời gian như thế này, nó thật sự là nó cảm giác Sài Gòn nó buồn hiu á. Và cái con đường Trần Hưng Đạo như này nó là một cái con đường mà rất là dài, nó nối từ trung tâm, từ cái bùng binh Quách Thị Trang ngày xưa, và ngày nay thì nó không còn cái bùng binh Quách Thị Trang đó nữa, và nó đã trở thành một cái ngã tư rồi, từ 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 chợ Bến Thành cho tới tận quận 6. Cái điểm cuối cùng của nó là tận quận 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 5, quận 6. Thì nó có còn một cái khúc một chiều, và còn khúc này là cái khúc mà đang ở quận 5, và nó thông thường là cái khúc này nó đã là được một đường rất là lớn rồi. Và cái khu này là bình thường á là buổi tối là nó sẽ rất là đông đúc, như người qua lại này, quán nhậu này, quán cà phê này, hay là những cái cửa hàng kinh doanh buôn bán cái buổi tối á, thì nó khu này cũng là một cái con đường mà nó sầm uất từ ngày xưa đến giờ. Như quý anh chị nhìn thấy thì hiện tại bây giờ nhìn nó rất là lèo tèo, rất là buồn. Và cái Sài Gòn của chúng ta trong những các cái ngày gần đây thì nó khá là buồn. Nó không có được kinh tế, nó không có được như những cái quãng thời gian mà trước dịch. Hy vọng rằng là chỉ dám hy vọng thôi, không dám nói những các cái điều mà xa xôi quá, chỉ dám hy vọng thôi. Kinh tế nó sẽ dần hồi phục trở lại để làm sao cho người dân của chúng ta sẽ có được kinh doanh buôn bán, nhất là những các cái hộ kinh doanh ở mặt tiền như thế này. Thì cái giá mặt bằng ở đây thì rất là nặng. Trước mắt quý anh chị và các bạn đây thì là cái ngã tư Nguyễn Biểu với cả Trần Hưng Đạo. Chúng ta nếu mà chúng ta quẹo phải đi ra cái đường Nguyễn Nguyễn Biểu này thì chúng ta sẽ đi qua cầu chữ Y để sang bên phía quận 8. Và chính cái con đường Nguyễn Biểu như thế này thì
Từ ngày trước cho tới bây giờ nó rất là nhiều các cái quán nhậu rất là sầm uất đông vui, nhưng mà cái quãng thời gian gần đây thì nó không có còn được như thế nữa. Có lẽ là để một cái hôm nào đấy em sẽ review lại cái con đường Nguyễn Biểu như này cho tất cả quý chị và các bạn được được thấy. Thì trước mắt của quý anh chị các bạn kia đấy, em lại quay có cái đường ngã tư với Trần Hưng Đạo với cả Nguyễn Văn Cừ, chúng ta gọi phải kia thì sang cái cầu Nguyễn Văn Cừ để đi qua bên phía quận 8, cũng như là sang với khu vực Trung Sơn, con đường Dương Bá Trạc tại quận 8 á. Mà ở cái tại khu vực như thế này đó thì một cái quãng thời gian nó khá là dài rồi. Nó không còn được nhộn nhịp như như những cái lúc bình thường nữa. Đó, phía bên tay trái kia chính là Bộ Công an, cái khu vực mà phía Nam, chính khu vực ở phía Nam. Nó rất là đẹp mỏ máy. Nhưng mà cái quãng thời gian như thế này thật sự là khá là buồn cho cái tình hình kinh tế của đất nước mình. Và video của em tới đây thì cũng đã tương đối là dài rồi. Em cũng không muốn mà chiếm quá nhiều cái thời gian của quý anh chị đâu các bạn. Khi nào mà có một cái chủ đề gì đấy nó dài hơn để mà cho quý anh chị và các bạn được coi nhiều hơn thì em sẽ review nhiều hơn. Còn ở những các cái video như thế này thì em cũng không muốn chiếm quá nhiều thời gian của quý anh chị và các bạn, nên là tới đây thì em xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt.